Thưa quý vị các bạn, cuối tháng 3 năm 2020, trên địa bàn xóm Ngà Khao, xã Trung Hội đã xảy ra vụ sạt lở đá nghiêm trọng. Theo ước tính, có hàng trăm mét khối đá bị sạt lở và vùi lấp nhiều diện tích đất canh tác của người dân phía chân núi, uy hiếp đến tính mạng, khiến hai hộ dân phải sơ tán trong đêm. Sau khi báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh, xin ý kiến và tham gia một số sở ngành chuyên môn, hiện nay, huyện Định Hóa đang chủ động chỉ đạo các ngành địa phương chủ động khắc phục tình trạng trên với mục đích đảm bảo an toàn, sớm ổn định cuộc sống của người dân nơi đây. Là một trong những hộ dân có nguy cơ mất an toàn cao trong quá trình xử lý sạt lở đá tại xóm Nà Khao, xã Trung Hội, gia đình bà Dương Thị Phúc thường xuyên quan tâm theo dõi kế hoạch cũng như chấp hành nghiêm tín hiệu cảnh báo của các cơ quan chức năng trước khi hoạt động nổ mìn phá đá diễn ra. Bà Phúc cho biết sau khi sự cố sạt lở đá xảy ra trên địa bàn xóm vừa qua, gia đình bà và những người dân trong xóm luôn nơm nớp lo sợ đá sẽ tiếp tục sạt lở đe dọa đến tính mạng và tài sản của họ. Từ khi Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan chức năng triển khai các bước để xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở đá tại khu vực này, gia đình bà cũng như các hộ dân trong xóm rất vui mừng phấn khởi, đồng thời chấp hành đầy đủ các nội quy quy định về an toàn trong quá trình thi công. Gia đình nhà cô thì thuộc diện là dự bị thôi, còn gia đình các bác ở chân núi này là phải di rời 100% rồi. Thì cô thì là gia đình cô ở đây thì là dự bị thôi, nhưng mà cô cũng vẫn là giúp đỡ các bác về đây cùng nhau ở đây hết, từ cái sinh hoạt ăn ngủ nghỉ rồi là nấu nướng cô cùng nhau đùm bọc thôi. Tức là từ khi cái núi nản này là bắt đầu nó lở, thì từ theo tôi được biết thì tôi cũng là trưởng xóm ở đây, thì bà con là rất là bất an đấy. Không, bởi vì là như ban ngày, như cô Phúc nói, ban ngày thì còn được, nhưng ban đêm thì không biết là nó xuống lúc nào, mà chả biết lúc nào mà chạy đấy. Thế cho nên là được là sự quan tâm của đảng và các ban ngành là đã đến đây là cùng bà con là để khắc phục cái sạt lở này. Thế thì bà con nó cũng rất là phấn khởi, yên tâm, nói thực đấy, rất là yên tâm. Còn về vấn đề di rời của bà con thì cũng như anh đến đây thì cũng các anh biết rồi là được các ban ngành đến vận động, bà con cũng là tuyệt đối chấp hành tốt, không có vấn đề gì cả. Mà tôi cũng mong rằng là với tư cách là người trưởng xóm thì tôi cũng mong là các đồng chí là cố gắng làm như thế nào là càng sớm thì càng tốt, để cho bà con là yên tâm đi lại là làm ăn. Xóm Nà Khao, xã Trung Hội, huyện Định Hóa có gần 100 hộ dân với gần 400 nhân khẩu. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa về việc xử lý sạt lở đá, Ủy ban Nhân dân xã Trung Hội đã thành lập ban vận động di rời các hộ dân nằm trong bán kính bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hoạt động nổ mìn phá đá, từ đó tuyên truyền vận động các hộ dân đến nơi ở mới an toàn theo quy định. Qua khảo sát của ban vận động di rời các hộ dân, có 19 hộ dân sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp và có nguy cơ mất an toàn, đe dọa đến tính mạng và tài sản từ hoạt động khắc phục sự cố. Trong đó có 11 hộ dân nằm trong phạm vi buộc phải di rời toàn bộ trong thời gian tiến hành khắc phục sạt lở, 9 hộ phải di rời mỗi khi các cơ quan chức năng tiến hành nổ mìn phá đá. Đến thời điểm này, 100% các hộ dân nằm trong phạm vi nguy hiểm đã được di dời đến nơi ở mới an toàn, đồng thời các hộ dân chấp hành tốt mọi nội quy quy định mỗi khi hoạt động nổ mìn phá đá diễn ra. Là thực hiện việc là di dời các hộ dân thuộc diện ảnh hưởng trong quá trình xử lý sạt lở núi đá tại xóm Nà Khao này, thì thứ nhất thì chúng tôi đã giao cho ban chỉ huy quân sự xã là xây dựng một kế hoạch thật chi tiết, cụ thể về các hộ dân thuộc diện phải di dời và các hộ dân thuộc hiện di rời trong quá trình khi nổ mìn, thì báo cáo đồng chí như vậy. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thành lập một cái ban vận động di rời các hộ dân thuộc diện phải di rời trong cái việc xử lý sạt lở núi đá tại xóm Nà Khao. Còn ban chỉ huy quân sự đã cử là 22 đồng chí, báo cáo đồng chí như vậy, là hỗ trợ bà con là vận chuyển đồ đạc cũng như là các cái tài sản mà đến cái địa điểm phải di rời. Trước khi quá trình thi công nổ mìn thì 100% các hộ đều chấp hành tốt các cái chủ trương là di rời, báo cáo đồng chí như vậy, và các hộ hiện nay đã đảm bảo đến các nơi an toàn trong quá trình xử lý sạt lở. Theo ước tính của cơ quan chuyên môn của tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện, khối lượng đá cần phải xử lý triệt để tại khu vực này là trên 8.000 mét khối. Thực hiện văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp của Lữ đoàn 575, Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, từ đầu tháng 12 năm 2020, các cơ quan chuyên môn của tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện đã tiến hành khảo sát hiện trường, thống nhất phương án, tổ chức xây dựng kế hoạch, thời gian, công tác chuẩn bị mặt bằng, đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình thi công.
Trên cơ sở các bước chuẩn bị kỹ lưỡng của các đơn vị chức năng, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai bắt đầu thi công khắc phục sự cố sạt lở đá tại xóm Nà Khao, xã Trung Hội từ ngày 10 tháng 12 năm 2020, dự kiến sẽ hoàn thành công việc vào đầu tháng 2 năm 2021. Chúng tôi biết là việc này cũng là cái việc mà tránh sự nguy hiểm cho bà con do thiên tai lúc nào cũng có thể rình rập. Chúng tôi đang quyết tâm cao nhất chỉ đạo các đơn vị các hiệp đồng lực lượng và đặc biệt là đơn vị thi công của bộ chỉ huy quân sự tỉnh, của quân khu 1 rồi các lực lượng huy động tại huyện sẽ cố gắng ở cái mức cao nhất và cố gắng là bà con sẽ được ổn định về lại tại nhà mình trước Tết Nguyên đán. Sau gần nửa tháng thi công trong điều kiện khó khăn phức tạp về địa hình, địa chất, đến thời điểm hiện nay các đơn vị thi công đã tiến hành nổ mìn, phá đá và di chuyển 1/3 khối lượng đá ra khỏi khu vực bị sạt lở. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện cho biết, quyết tâm của chính quyền địa phương phấn đấu hoàn thành tiến độ đặt ra trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để người dân sớm ổn định cuộc sống và đón Tết cổ truyền của dân tộc.